cạnh các đối thủ của Man City đang thi đấu tốt, kể cả Aston Villa, đặc biệt là Arsenal và Liverpool. Họ đang ghi 3, 4, 5 bàn mỗi trận. Điều đó có nghĩa là họ gần như không thể bị ngăn cản. Tháng tới sẽ quyết định liệu chúng tôi có còn đua vô địch ở tháng kế tiếp hay không. Pep Guardiola luôn như vậy. Ông tạo ra cho người khác cảm giác mình là mẫu huấn luyện viên rất khiêm tốn. Nhưng ngay sau đó, chiến lược gia gốc Catalonia gài vào một câu hỏi cực kỳ ngạo nghễ. Chúng có thể mất các danh hiệu, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thắng và thắng? Một lời thách thức đầy ý nhị đã được gửi đi rạng sáng nay. Man City không đá Premier League, họ chạm trán Luton Town trong khuôn khổ FA Cup, nơi mà họ cũng đang là đương kim vô địch. Đây sẽ là trận đấu nhẹ nhàng cuối cùng trước khi The Citizen bước vào tháng 3 giông bão. Họ sẽ gặp hàng loạt đại gia như là Man United, Liverpool tại ngoại Anh hay trận lượt về với Copenhagen ở đấu trường Champions League. Vậy nên dường như là nhà vua muốn nhân cơ hội này để gửi đi một thông điệp tới toàn cõi sương mù. Khôn hồn thì đừng có động vào cái ngai vàng mà họ đang ngồi. Luton thật tội nghiệp khi đụng vào Man City lúc này. Một cơn mưa gôn đã dội vào lưới họ. Và đoàn quân của Pep Guardiola đã bước vào vòng tứ kết theo cách không thể nào thuyết phục hơn. Có 3 sự khác biệt với trận thắng Bournemouth vào cuối tuần trước ở Premier League. Đó là Otega, Kyle Walker và Kevin Prunner, thế chỗ của Ederson, Diaz và Foden. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng Luton thì có cái vẹo gì mà Pep phải cho De Bruyne và Walker vào sân? Tuy nhiên, huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới thì có cái lý của ông. FA Cup Hoa sẽ phải bước vào hiệp phụ và đá penalty. Vậy nên hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Trong mùa giải mà Man City phải đá quá nhiều đấu trường, việc gia tăng thêm bất cứ số phút phát sinh nào cũng sẽ dẫn đến chấn thương tiềm ẩn và nó đe dọa lớn tới tham vọng năm thứ 2 liên tiếp giành quân bá của Man City. Một lý do nữa là Kevin Prunner thực ra cũng chưa thi đấu quá nhiều ở mùa giải này vì anh phải ngồi chơi khoảng 4 tháng để dưỡng thương. Thế nên cho nhạc trưởng người Bỉ vào đá kiếm tí thông kê cũng chẳng vấn đề gì. Và khi có cả Kevin Prunner lẫn Haaland cùng đứng trong sân, bạn biết kịch bản trận đấu sẽ thế nào rồi đấy. Tiền vệ sinh năm 1991 sẽ chuyền và con quái vật người Na Uy sẽ sút tung lưới đối phương. Ngày phút thứ 3, vở diễn chính thức bắt đầu. Nunes chọc khe cho Kevin Prunner băng vào vùng cấm địa, đón bóng rồi căng ngang thuận lợi cho Erling Haaland, trổ tay nghệ dứt điểm một chạm đã thành thương hiệu của mình. Và mảnh lưới Luton đã phải rung lên. Đây mới là bàn đầu tiên của Haaland ở FA Cup mùa này. Nhưng đừng quên, đây cũng là trận đầu tiên anh ra sân tại đấu trường này. Và các kịch bản anh truyền cho em sút cứ thế xé nát Luton thành từng mảnh. Bàn thứ hai của Haaland còn thể hiện đồ ăn ý cao hơn giữa anh và đội trưởng Man City. Từ đường phất dài của thủ môn Stephen Otega, Haaland làm tường để nhà bóng lại cho De Bruyne, rồi anh xoay người chạy chỗ ngay mà không cần nhìn đồng đội làm gì. Cựu tiền vệ Chelsea cũng chọc khe đưa bóng về phía trước mặt Haaland trước khi tiền đạo 24 tuổi sút qua hai chân thủ môn vào lưới. Haaland tiếp tục là tâm điểm của trận đấu và lâu lắm rồi sát thủ người Na Uy mới được dứt điểm nhiều đến thế ngay trong hiệp 1. Cũng một phần do Luton quyết định chơi song phẳng, chẳng còn gì để mất khi mà đã bị dẫn hai bàn. Luton gần đây thường chơi với hàng thủ dâng cao, họ gây khó chịu cho một vài đội bóng mạnh như việc cầm hòa Liverpool, Newcastle hay thắng đậm Brighton. Đoàn quân của Rob Edwards tiếp tục chơi như vậy trước Man City, nhưng chẳng khác nào tự sát với cặp bài trung Haaland, De Bruyne. Nhờ được tạo điều kiện mà sau cùng Haaland cũng đã tìm được hat-trick ngay trong hiệp 1 theo kịch bản hệt như hai bàn trước đó, khi Kevin De Bruyne vẫn là người dọn cỗ và công việc còn lại của tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay chỉ là di chuyển đón bóng và dứt điểm chuẩn xác khi đối mặt với team Crone. Hat-trick kiến tạo cho De Bruyne và hat-trick cho Haaland, một sự kết hợp khiến cho cổ động viên nổi da gà. Ngay lập tức, trang Twitter của Man City đăng hình ảnh Haaland kèm dòng trạng thái: cú hat-trick này dành cho bọn cay cú. Ví dụ mà là Man United thì bị chửi cho to đầu, nhưng vì đây là Man City thì người ta sẽ lại nhận xét rằng cái caption này sao mà ngầu thế, đúng là kẻ mạnh nói gì cũng đúng. Sự bá đạo của Man City khiến tuyệt phẩm của Jordan Clark ngay trước khi một kết thúc trở nên mờ nhạt. Anh thậm chí còn không buồn ăn mừng, dù xét về độ đẹp mắt, tính nghệ thuật, nó dư sức đè bẹp 3 pha lập công của Haaland. Tiền vệ sinh năm 1993 nhận bóng ở khoảng cách tầm 30m, mà dù trước mặt còn rất nhiều chướng ngại vật, Clark vẫn thực hiện một cú cứa lỏng. Đa phần các pha dứt điểm kiểu này sẽ đồng nghĩa với tình huống phát bóng lên của Man City. Nhưng hôm nay, cú sút của Clark đã chui vào góc chữ A. Thủ môn Otega trở thành khán giả bất đắc dĩ cũng đúng thôi, bởi sút thế thì có thêm một người nữa cản phá cũng chưa chắc đã thành công. Đầu hiệp 2, Luton thắp lên hy vọng về màn lội ngược dòng kỳ bí sau khi ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và người lập công vẫn là Jordan Clark. Xuất phát từ đường đưa bóng lên không tốt của thủ thành đối phương, Ross Barkley kiến tạo đầy đẳng cấp. Chẳng lẽ lại có kịch bản chôn chôn Man City ư? 3-2 rồi còn gì nữa? Nhưng không, Haaland và De Bruyne đã bảo rằng đó chỉ là một vài phút chủ quan mà thôi. Phút thứ 55,
Lần thứ tư trong trận đấu, Kevin De Bruyne kiến tạo cho Haaland ghi bàn để nâng tỷ số lên thành 4-2. Một ngày thi đấu quá khủng khiếp của bộ đôi De Bruyne và Haaland. Kể từ khi trở lại sau chấn thương dài hạn, tiền vệ người Bỉ đã chơi 10 trận, kiến tạo 10 lần. Dù có nhiều lúc anh chỉ dự bị vào sân ở những phút cuối. Cũng phải khen lão tướng Kai Walker nữa, về má ngoài điệu nghệ như Luka Modric. Đến phút thứ 58, Haaland ghi bàn thắng thứ 5 sau đường truyền của Bernardo Silva từ trung lộ về bên trái cấm địa. Cựu tiền đạo Dortmund sút thẳng về vị trí của Kroos, nhưng bằng cách nào đó, bóng vẫn vào lưới. Sau tình huống này, Haaland bĩu môi tỏ vẻ bất ngờ vì ghi được 5 bàn. Trông thái độ hơi ngơ mắt, nhưng phải công nhận là chú em này đá cháy kinh người. Haaland là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 5 bàn trong một trận ở Champions League lẫn FA Cup. Lần gần nhất một cầu thủ ghi 6 bàn trong một trận FA Cup cho một đội bóng chơi tại giải vô địch Anh là George Best trong trận Man United thắng Nottingham 8-2 năm 1970. Guardiola để Haaland chơi thêm 15 phút nữa để cân bằng kỷ lục của Best, nhưng anh không làm được nên bị thay ra ở phút 77 để tránh chấn thương. Khi Haaland rời sân, có những khán giả tại Luton đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn của anh. Tiền đạo 24 tuổi đã ghi 27 bàn trong 30 trận trên mọi đấu trường mùa này, tiến gần hiệu suất mỗi bàn một trận. Trước hàng thủ chắp vá của Man United vào chủ nhật tuần này, Haaland sẽ được kỳ vọng tiếp tục thăng hoa. Một khi tìm lại được phong độ, tiền đạo người Na Uy dường như không thể bị ngăn cản, dù đối thủ cũng đang chơi ở ngoại Anh. Anh có thể lập một cú ăn ba cho bản thân nếu ghi được thêm 5 bàn thắng trong một trận đấu ở ngoại Anh. Và cơ hội làm điều đó đến với Haaland ở trận đấu kế tiếp khi họ gặp Man United cuối tuần này. Mà với đội hình rách nát như bây giờ, tự dưng thấy lo cho mấy ông quỷ đỏ. Cứ lần nào gặp Man United là Haaland lại vãi đạn tứ tung. Lần này đang hừ khí thế, chẳng biết quái vật này sẽ hạ đội chủ sân Old Trafford ra sao đây. Ngoài Haaland, cầu thủ còn lại ghi bàn cho Man City ở trận này là tiền vệ Mateo Kovacic với cú đá tầm xa chất lượng. Và Kroos phản xạ hơi chậm nên không thể ngăn cản được bóng dù bay khá gần vị trí của mình. Chung cuộc Man City thắng 6-2 hoành tráng để giành quyền vào chơi tứ kết FA Cup. Đó cũng là sự chuẩn bị quá hoàn hảo cho trận Derby Manchester vào cuối tuần này. Anh em dự đoán kết quả thế nào? Theo chúng tôi, Man xanh thắng 7-0.